nãy giờ công trình đang với bác đấy. Bây giờ nhà tôi mà. Phát sinh nè. Phát sinh cái gì? Bây giờ mấy anh giao. Rồi chụp lại nó trên đi rồi. Chụp cái gì chụp? Nhà tôi mà tự nhiên vô không có gì chụp men có chứ tội. Rồi rồi. Bây giờ tôi bài mấy anh giao mấy giao. Những hình ảnh trong đoạn clip xảy ra vào ngày 23 tháng 2 năm 2023. Thời điểm này, lực lượng thuộc Ủy ban Nhân dân phường 7 phối hợp phòng quản lý đô thị thành phố Bạc Liêu kiểm tra công trình tại thửa đất số 117-118, tờ bản đồ số 53, đường Hòa Bình khóm 4, thành phố Bạc Liêu, nhưng bị ông Đào Chí Tâm, 34 tuổi từ chối, không hợp tác, thậm chí còn khóa cửa nhốt hai cán bộ. Trong diễn biến liên quan, ngày 2 tháng 7 năm 2023, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đào Chí Tâm về hành vi giữ người trái pháp luật. Theo cáo trạng, hai cán bộ bị nhốt là ông Nguyễn Hoàng Vương, cán bộ đội quản lý trật tự đô thị thành phố Bạc Liêu và ông Nguyễn Trí Nhân là công chức địa chính, xây dựng đô thị, môi trường, phường 7. Thời điểm xảy ra vụ việc, hai ông này đang đi vào công trình vi phạm để kiểm tra, lập biên bản. Còn những thành viên của tổ chốt chặn đứng bên ngoài giải thích hành vi vi phạm cho ông Tâm biết. Lúc này, ông Tâm yêu cầu ông Vương và ông Nhân ra khỏi nơi đang xây dựng, nhưng hai ông kiên quyết không đi. Bất ngờ, ông Tâm khóa cửa không cho ông Vương và ông Nhân ra ngoài, đồng thời những thành viên trong tổ chốt chặn đang ở ngoài cũng không vào trong được để lập biên bản. Bây giờ công trình đang vi phạm. Vi phạm gì vi phạm? Bây giờ công trình đang vi phạm. Công trình đang xây dựng. Cái giấy phép, không có bây giờ mang đi cái gì ra. Quay lại. Thì bây giờ có chân anh cũng quay đi. Quay lại. Công trình đang vi phạm. Đô thị anh cái người à. Để ba nói giờ tôi hỏi em ra không? Rồi đóng cửa nhóm luôn. Tổ công tác đã giải thích và yêu cầu ông Tâm mở cửa để lực lượng tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Nhưng khoảng một phút sau, ông Tâm mới mở khóa. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thì ông Tâm đã tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, đồng thời chiếm dụng đất hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà. Nhằm đối phó với lực lượng chức năng, ông Tâm đã cho tập kết vật tư trong công trình, đưa thợ vào bên trong để xây dựng. Về những sai phạm, ngày 3 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đào Chí Tâm, số tiền 52,5 triệu đồng về hành vi tổ chức thi công công trình không phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ. Diện tích xây dựng công trình có chiều ngang 8,7 m, chiều dài cạnh tiếp giáp hẻm là 1,7 m, chiều dài cạnh còn lại 2,08 m. Vì giao thông đường bộ, ông Tâm xây nhà lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.